chúng ta vĩnh viễn cũng đừng liên lạc với nhau nữa. Cậu phải cho tôi một lý do. Lý do là gì? Cậu và tôi đều biết rõ lý do. Phương Hiệp, cậu là đồ khốn. Đúng vậy. Tôi là đồ khốn. Tôi là một thằng khốn. Tôi là một thằng khốn. Nào, hai kẻ khốn cùng uống. Chúng ta kính tuổi thanh xuân, kính khoảng thời gian tươi đẹp nhất ở học đường của chúng ta, kính tình bạn vĩnh cửu. Được. Kính tuổi thanh xuân. Cạn ly. Chiếc áo này cô đã mua về cho con bé vào cái năm cô đi Quảng Châu. Cô còn nhớ năm ấy con bé đã cao được 1m7 gì rồi, cao hơn cô cả một cái đầu. Kiều Kiều, cảm ơn cháu vẫn giữ nó đến bây giờ. Cô à, không phải cháu đâu, là một người bạn tốt khác của bọn cháu. Cậu ấy luôn giữ nó. Là cậu trai tên là Tần Lý phải không? Cô biết Tần Lý lâu rồi à? Cô chưa gặp mặt bao giờ, chỉ nghe Tiểu Thục nhắc về cậu ấy trong điện thoại suốt. Còn có cháu và một cậu trai khác tên là Vương Hiệt. Tiểu Thục nói các cháu là bạn thân nhất của con bé. Khi ấy chỉ qua giọng nói thôi cô cũng nghe ra được Tiểu Thục đang sống rất hạnh phúc. Cứ như là từ bé đến lớn cô bé chưa từng được vui như thế bao giờ. Cô nghĩ là vì bạn bè các cháu đối xử tốt với nó. Bao nhiêu năm trôi qua vẫn còn nhớ đến con bé. Bây giờ Tiểu Thục ở bên kia chắc chắn cũng sẽ phù hộ cho các cháu được bình an. Cô à, cháu sẽ không quên đâu. Mãi mãi cũng sẽ không quên. Cháu có lỗi với Hoàng Thục. Cháu không xứng làm bạn cậu ấy. Cháu ngốc. Cô, cảm ơn cháu. Cô cảm ơn cháu. Hết giờ rồi. Cô à, hết giờ rồi. Cô phải chăm sóc sức khỏe thật tốt. Cháu sẽ thường xuyên đến thăm cô. Đợi đến ngày cô được thả ra, cháu nhất định sẽ đến đón cô. Kiều Kiều, có ai từng nói với cháu cháu rất giống Tiểu Thục không? Lúc nãy trong một khoảnh khắc, suýt chút nữa cô đã không phân biệt được đấy. Ôn Như, cô đi đây. Kiều Kiều, cháu là đứa trẻ ngoan. Các cháu đều là những đứa trẻ ngoan.
Đây là hàng nhập khẩu từ Đức, là cái tốt nhất rồi đấy. Lấy cái này à? Được. Mỗi lần về bố con đều đưa nhiều tiền thế này. Uống một ngụm vào là ấm ngay. Uống thêm đi ạ. Thoải mái. Thêm nữa đi mẹ. Mẹ cống luôn ấy. Mệt không ạ? Sao trời lạnh thế nhỉ? Mệt thì không mệt mà lạnh quá. Lát nữa con phụ mẹ. Mẹ làm được không sao? Con uống thử đi. Con không uống. Con mang cho mẹ. Con không uống. Tốt thật. Xem mẹ lạnh cống này. Bố nói sẽ hầm cho mẹ mỗi ngày. Tần Lý, cậu nghe thấy không? Cậu làm sao thế? Tần Lý, xin lỗi. Xin lỗi. Tớ biết tớ về muộn. Tớ đi mua máy trợ thính cho cậu. Nhưng tớ không đủ tiền. Sau đó có một ông chủ
tên là Ân Bằng. Nói rằng chỉ cần đi hát với ông ta rồi đi ăn cơm thì tớ sẽ có được 100.000. Xin lỗi, tớ không biết. Ông ta nhốt tớ lại rồi ngược đãi tớ. Tớ không biết rốt cuộc có bao nhiêu người. Rất đáng sợ. Tớ chỉ có thể xem đó hoàn toàn là một cơn ác mộng. Tớ cứ nhắm mắt lại. Tớ liền nhớ đến hình dáng của cậu. Tớ muốn thấy cậu cười. Tớ liền tưởng tượng dáng vẻ cậu nghe lại được sau khi đeo máy trợ thính vào. Hy vọng mọi thứ sẽ mau kết thúc. Xin lỗi Tần Lý, xin lỗi. Cậu sao thế? Chúng ta đến bệnh viện. Chúng ta đến bệnh viện đi, tôi xin cậu. Tần Lý, tôi không muốn sống nữa. Tần Lý, Tần Lý, tôi không muốn sống nữa. Tần Lý, Tần Lý, Tần Lý. Tần Lý, tớ muốn săn đuốc lửa. Tớ muốn săn đuốc lửa lên người. Tần Lý, tôi muốn cậu nhớ dáng vẻ cuối cùng của tớ là đang cười. Bởi vì cậu nói tớ cười trong sinh. Ah!
Tần Lý, Tần Lý, cậu vẫn còn nhớ bài thơ ấy chứ? Nếu tôi có thể giữ cho một trái tim không tan vỡ, tôi sẽ không sống vô ích. Nếu tôi có thể xóa bỏ nỗi đau của một người hoặc xoa dịu nỗi đau của một người hoặc giúp một con chim nhại đang lạc lối trở về tổ của nó, thì tôi đã không lãng phí cuộc đời mình. Tôi biết là cậu không quên mà. Alo.
Cổ tay cậu sao thế? Đừng căng thẳng. Cậu tưởng tôi cắt cổ tay sao? Chỉ là một kỷ niệm. Không đúng, nên nói là một dấu vết khó phai. Cậu sai rồi. Tớ không sai. Phục vụ, thêm một lốc bia, đừng uống nữa. Vâng, chờ tôi một chút nhé. Đến quán nhậu mà không uống, cứ ngồi nhìn nhau chằm chằm sao? Lòng tôi đau. Tôi diễn tả không đúng. Tôi lại không giỏi văn như cậu. Tôi chỉ thấy là dường như có một chỗ trong tôi đã chết rồi, bị người ta chôn rồi. Cũng không đúng, là tôi đã chôn hai cậu ấy lại. Chôn ở đâu thì tôi cũng không biết. Nơi ấy không có chút ánh sáng nào cả. Tôi còn chẳng dám nói là đau khổ, vì tôi không có mặt mũi nói hai từ này. Tôi luôn nghĩ cái đêm tận lý bị lạc đường ở trong hầm trú ẩn có phải là cũng cảm thấy giống như tôi hiện giờ không? Chắc chắn là khác. Tôi không xứng giống cậu ấy. Cậu nghĩ tôi có giống Hằng Thục không? Tôi thấy chẳng giống chút nào. Cậu đừng nói nữa, một chút xíu cũng không giống. Cậu đừng có nói nữa. Cậu ấy xinh đến nhường ấy mà. Nào, chúng ta uống đi. Phùng Tuyết Kiều, bắt đầu từ hôm nay hai chúng ta đừng liên lạc nữa. Ý cậu là gì? Tôi không hiểu. Ý của tôi là chúng ta vĩnh viễn cũng đừng liên lạc với nhau nữa. Cậu phải cho tôi một lý do. Lý do là gì? Cậu và tôi đều biết rõ lý do. Phương Việt, cậu là đồ khốn. Đúng vậy. Tôi là đồ khốn. Tôi là một thằng khốn. Tôi là một thằng khốn. Nào, hai kẻ khốn cùng uống. Chúng ta kính tuổi thanh xuân, kính khoảng thời gian tươi đẹp nhất ở học đường của chúng ta, kính tình bạn vĩnh cửu. Được, kính tuổi thanh xuân. Cạn ly. Vương Hiệt, chúng ta có phải là bạn tốt nhất của nhau không? Phải. Mãi mãi là thế chứ. Mãi mãi là thế. Vậy tôi nói với cậu bí mật này, cậu đừng nói với ai nhé. Được. Vương Hiệt, tớ mang thai rồi.
một năm sau. Cô biết vì sao bố đặt tên con là Bạch Bạch không? Bởi vì bố mong rằng sau khi con lớn lên, sẽ có thêm một chấm trắng, rồi thêm nhiều chấm trắng nữa. Đừng để thế giới này vấy bẩn. Bố hứa với con, nhất định sẽ bảo vệ con thật tốt. Bố đọc thơ cho con nghe nhé. Cậu đoán, tớ sẽ bay về phương nào? Tớ đoán cậu nhất định sẽ chỉ lên trời. Thật tiếc cho mây không xứng làm đôi cánh của tớ. Tớ muốn bay đến nơi mà ngay đến các vì sao cũng không đuổi kịp. Cậu đoán nơi ấy cảnh tượng sẽ như thế nào? Tớ đoán nơi ấy đẹp hệt như cậu. Thế nào? Còn thấy bài thơ này hay không? Bố thấy hay. Con cũng sẽ thấy hay thôi. Chỉ có con gái mới viết mấy thứ này, tớ không viết đâu. Cậu đừng nhìn của người ta, đến nữa cậu viết bọn tớ cũng sẽ nhìn cậu đó. Còn nhìn là tớ không viết nữa. Xong rồi, làm như ai thèm xem của cậu vậy? Đốt nến đi. Còn một cây nữa. Mau lên hoàng thục. Nào, cậu mau cầu nguyện đi, nhanh nào. Nào, chúc mừng sinh nhật. Chúc hai cậu sinh nhật vui vẻ. Chúc hai cậu sinh nhật vui vẻ. Chúc hai cậu sinh nhật vui vẻ. Cầu nguyện đi, sinh nhật vui vẻ. Con gái, sao cái này mất hết rồi? Bố đừng nhấn nút này mãi. Đó là khóa màn hình. Bố phải trượt qua rồi nhập mật mã vào. Phiền phức quá đi. Chẳng hiểu nổi. Hay là con giữ lại dùng đi. Bố thấy điện thoại của bố vẫn rất tốt. Và lại trong điện thoại cũ đó, bố có nhiều số điện thoại lắm. Chuyển sang đây rất phiền, con biết không? Lát nữa con sẽ chuyển qua cho bố. Bố còn chê phiền à. Cái điện thoại cũ đó bố đã dùng 10 năm rồi. Đem bán động nát, người ta cũng không thèm. Con đặc biệt nhờ người mang cái này về từ nước ngoài đấy. Bố xem như học hỏi cái mới đi. Người già, thấy tim già trước. Bố phải theo kịp thời đại. Không phải nhờ mẹ con mua đó chứ. Không phải thật mà. Con nhờ bạn học cũ mua hộ. Thật à? Con lừa bố làm gì? Đắt lắm, không trả lại được đâu. Bố dùng đi, con phải năn nỉ bố dùng nữa hay sao đây? Lát nữa con cài WeChat cho bố, kết bạn với con và cả Phương Hiệt. Giờ người ta nói chuyện với nhau đều dùng cái này, tiện lắm, còn gửi hình được nữa. Ăn cơm nào. WeChat gì cơ? Bố biết QQ, nó cũng tương đương với một QQ cao cấp hơn. Lát nữa con chỉ bố dùng là bố biết ngay, đơn giản lắm. Ăn thử bánh nướng của con đi. Ăn đi bố. Con với Phương Hiệt vẫn tốt chứ? Ổn mà. Làm mẹ rồi phải chín chắn vào. Đừng cứ dở thói con nít hoài. Chỉ biết nói con thôi.
Con chỉ thấy là một năm nay Phương Hiệt đã đổi khác so với trước đây. Khác chỗ nào? Con cũng không nói rõ được, chỉ là con hơi lo cho anh ấy. Bố cũng lo cho con. Bố, trước kia ông từng nói một câu: con người sống một kiếp, sợ nhất là sống trong sự ái náy cả đời. Chỉ cần là còn đang sống thì phải đi về trước với lòng thảnh thơi. Buông được thì phải buông, không buông được cũng phải ép mình buông cho được. Nếu mãi mãi cũng không buông được thì sao? Chúng ta cùng cố gắng. Ăn thôi. Bánh nướng thế nào ạ? Thơm.